ta qua mục 2.4 Linkervit khác bộ môn. Mục 2.4.1 tạo xe model kiến trúc S1. Tại bước 1, các bạn open cái project. Sau đó các bạn vào dự án học Revit 1W work in progress 11AA bộ môn kiến trúc 01 building IC biệt thự 1 1G thông tin hình học 30 nhà chính 2S vỏ bao che. Các bạn chọn cái file nhà chính S on này, rồi các bạn open nó ra. Bây giờ các bạn file cell A project. Các bạn save nó vào thư mục dự án học Revit. Mình không save vào work in progress nữa, mà mình save vào thư mục 2 share. Đây là thư mục chia sẻ. Sau đó chúng ta save vào thư mục C1. C1 là thư mục chia sẻ giữa các bộ môn cho mục đích coordination. Rồi các bạn save vào thư mục 1 Revit S1. Sau đó vào thư mục 1AA là bộ môn kiến trúc. Thì kể từ cái thư mục 1 Revit S1 này, cái cấu trúc bên trong của thư mục 1 Revit S1 này giống như ở bên Work in Progress trong cái Building IC đó. Rồi sau đó các bạn vào thư mục 01 Building IC 1 biệt thự 1, vào trong 1G thông tin hình học, vào trong 30 nhà chính, vào trong 2S là phần vỏ bao che. Sau đó các bạn save chồng lên cái file có sẵn. Thì cả cái file cũ và file mới đều cùng một tên. Tên file nó không thay đổi nhằm tránh cái mất link sau này. Các bạn lưu ý là tên file không thay đổi, nhưng mà tên cái building IC á, thì chúng ta thêm chữ S1 vào. Đó là giờ các bạn click vào save và dẹp. Ở bước 3, các bạn vào top manage, chọn học tòi manage link. Rồi.